Bảo vệ không cho lấy. Bảo vệ không cho lấy. Giá là 7-8 triệu một cây hả mọi người. Tới 30 Tết là xuống triệu mấy cũng không ai mua. Mấy trăm cũng không ai mua. Giờ phải bỏ. Cây này 200 ngàn. Cảm ơn chú nha, chú ơi, chú ơi, dồi sức khỏe mình chị nhớ nha. Đủ rồi nha, đủ rồi nha. Đủ, đủ nha. Đủ. Rồi, đủ rồi. Cây này 200. Đào bây giờ sổ rẻ cho mọi người. Đại hạ giá. Cây đẹp ghê ta. Cây này 3 thân. Giống như sừng sừng con gì á. Có chim ở đây có đi cứu đây cầm ra đó. Mày vô 200 bóng rồi bà con ơi, ủng hộ em lên bà con ơi, 200 ngàn một cây. Anh em lao động chuyện hỏng rồi bà con ơi. Anh à, anh chạy xe ôm luôn nha mọi người, nhưng mà anh Tết anh bán đào, anh trong tổ xe ôm tự quản. Rồi vô đại đi. Giá rẻ giống như cho luôn. Cây đào bự cho bá có 200 ngàn. Đây ai đâu ai bán đâu chị. Chị nhờ mấy đứa em vận chuyển vài quải cho nó 100 ngàn, 50 ngàn gì đi. Đâu em không có nhiệm vụ bự, em chỉ bưng ra hàng cho chị thôi chứ đâu có. Chị có xe chở chưa? Có ông anh đóng chở. Bây giờ chị điện cho ông anh lại đi. Này vậy cho ông anh này 100 ngàn đi, để ông bưng lại thẳng ra chị. Bưng ra đây 100 ngàn. Trời ơi, tào lao quá vậy ông. Chị thôi, chị kêu xe nó hoành qua đây đi. Chứ đâu ai bưng chỗ, tụi bán cây đây quá trời. Mẹ tôi bưng cái cây cho chị nữa. Đúng không? Anh ấy thấy nói chuyện. Thì thôi chị khỏi mua. Trời, chị gửi chị nhiều quá, chị kêu nó bưng qua. Rồi để đi. Thôi bán thôi. Giờ buôn bán. Biết sao không? Bán mà không có được đắt á, hay quạo với mệt nó được. Chị cũng thông cảm đi. Em bưng không có được. Dạ, không tiền. Để cho ông 50 đi, anh 50 đi. Bố lẻ 50. Bưng ra ngoài đầu đường này nè, có xe. Dắt đường ngoài luôn hả? Ừ, bên đây nè. Đợi em cái. Đỡ lên dùm cho anh kia anh bưng. Chị này mua cây này rồi nha mọi người, 1,5 triệu. Bây giờ anh này bốc ship qua bên đó để chở đi. Ở đây nè, anh chú ta ngoài đầu đường này là có xe không anh, không đợi chở. Bên đó luôn hả? Chị không có đánh xe qua đây, chị mua đồ. Chị
hết mọi người, mấy cây đào. Bây giờ là 1:30 Tết rồi. Chả mặt bằng lại công viên 23 tháng 9 bỏ hết. Mấy cái đào này là còn rất là đẹp, bỏ hết rồi mọi người, bỏ vô xe rác hết rồi. Mấy cây này tiền không mà, nãy là mấy triệu cây, giờ bỏ hết. Giờ cuối sổ 2 triệu cây rồi, mấy trăm ngàn cây cũng không có người mua nữa. Giờ bắt buộc phải bỏ hết giờ rồi. Bỏ hết luôn. Bình thường những ngày trước Tết là cây này có mấy triệu cây, giờ chót 30 Tết rồi. Triệu mấy, 2 triệu không người mua luôn. Bảo vệ không cho lấy. Bảo vệ không cho lấy. Mặc dù mấy cái cây này đến lấy người ta lấy cũng không cho nha mọi người, đó là cái nguyên tắc rồi. Cây đó đẹp quá trời đẹp. Người bán nhưng mà cũng vẫn không hết. Cây đào đẹp quá trời đẹp luôn. Bông quá trời. Bỏ vô ép xay. Dạ. Ép 25 luôn nha con. Ép 25. Trời ơi, ép 25 luôn. Sao mới kêu đủ tháng rồi. Ép hết mấy cây đào. Cây này là may lắm này các bạn này. Hồi nãy anh đã cầm cái cây anh đặt vào đây rồi, mà mai bây giờ chú mua về là lại được mọi người ngắm. Mấy cây đào này bỏ hết luôn.
cái đào rất đẹp. Chủ đâu, chủ đâu? Bỏ rồi. Thôi, chủ không được. Bỏ đi, bỏ đi. Chủ cũng bỏ rồi. Chủ đâu? Chủ đâu có chủ đâu mua. Anh này mua 200. Anh mua 200 mà không thấy chủ đâu hết. Không thấy chủ đâu hết. Chỉ mà không có chủ thì bỏ. Bỏ nè chủ nè. 200. Đổ đi. Đi cái chậu ngủ đi là đi. Thì có chủ ở đây thì cũng bán rẻ cho mọi người. Mà không có chủ là phải bỏ vô cái xe rác. Nãy cái anh này tính đưa tiền cho anh bảo vệ nhưng mà anh bảo vệ từ chối nha. Bảo vệ công viên từ chối không có nhận. Đây phải có chủ mới được. Cái này của mình nha. Cái này của mình ra lắm để chở cho công viên. Cái này là công viên mua đâu đó. À, cái này tắt là công viên mua. Số tắt này là công viên mua, công viên 29 mua hết số tắt này. Đứng bên này. Đó. Lên xe luôn. 200.000 cái này. Không bán thì cũng bỏ lên xe rác. Góc này góc đào, góc to luôn, bỏ luôn. Còn quá trời cây đào. Mặc dù giảm giá nhưng mà cũng ế mọi người. Còn rất là nhiều. Cây này trước đó thì bán khoảng 2-3 triệu. Giảm giá xuống 1 triệu mấy, 2 triệu. Không bán được. Quá trời quá đất. Bỏ hết. Giờ tắt về đưa một cây để đưa cái nữ nè. Ôi trời, cái cây đào quá to luôn. Bỏ luôn. Em thì vô bóng đây nè. Ồ, cây đào rất là to luôn nha mọi người. Bỏ vô xe rác ép luôn. Cây này mà nếu mà trước bán cũng phải là 60 triệu một cây. Bây giờ chót 30 Tết thì cũng bán rẻ không ai mua. Phải ép thôi. Cây nữa, quá uổng luôn. Nãy giờ ép không biết bao nhiêu cây. Còn ở trên kia rất nhiều. Nhưng mà bây giờ phải trả mặt bằng công viên. Trên đây mà. Quá trời. Thank you.
Còn ở trong kia hàng hà xe số trong kia. Cây này tiền không hả mọi người? Giờ bỏ hết. Tiền bạc là đổ sông đổ biển luôn. Hàng trăm cây đào giờ ép rác đó, bỏ. Khi mà chủ vườn bỏ không có trả mặt bằng đó mọi người, khi chủ vườn người ta trả mặt bằng á thì bảo vệ công viên sẽ tiến hành là thu dọn bỏ ép xe rác chứ không có cho nha mọi người, tránh cái tình trạng là gây hiểu nhầm. Tại vì có chủ thì mới là bán đi nha mọi người. Thường khi mà giống như cái anh hồi nãy đó, khi mà anh mua cái cây đó 200 thì phải có chủ có mặt ở đó thì mới bán, còn không thì bỏ lên xe rác ép. Chứ nếu mà cho thì gây cái sự hiểu nhầm nha mọi người. Nhiều khi thì tình ngay lý gian thì người ta nghĩ là các anh bảo vệ này lấy những cây đào này bán, đem đi bán. Ồ, cây này quá to luôn. Năm anh khinh luôn, năm chú khinh luôn mà không nổi luôn. Cây này là mấy anh nói là cây khủng long nha mọi người, rất là to, 4-5 người kéo mới nổi, bỏ lên ép luôn. Cây này tầm 26, 27, 28 là giá là 7-8 triệu một cây đó mọi người. Tới 30 Tết là xuống triệu mấy cũng không ai mua. Mấy trăm cũng không ai mua. Giờ phải bỏ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chưa hạ xuống chui vô cho bể lậu hay gì. Đuổi luôn. Ta canh đó ta phải không cụ, hạ xuống kéo đụng rồi. Mình làm hăng hái lên lấy luôn mấy anh chị quay phim của nó chứ. Đúng rồi. Mai mà đừng lên nụ qua YouTube quá. Đúng không? Phải trả tiền cái xe đó. Tối mai đừng lên tôi về luôn, mình gắm luôn. Nó đầy luôn. Gắm luôn. Gắm luôn. Gắm luôn. Gắm luôn. Gắm luôn. Gắm áo xanh nó áo cao nè, biết tài xế áo xanh nè, được chi nãy mấy ông nè. Tất cả mọi thứ bỏ vô đây ép rồi ra là thành cám hết nha mọi người. Nãy giờ ép rất là nhiều cây đào rồi, bông hoa rồi bỏ lên đây ép là nó ra có chút xíu rồi. hai xe ép nó nghiền là nát bét hết mọi người. Trong lúc ép thì có những người ta đến mua nhưng mà nguyên tắc là không được bán, tại vì bán thì sẽ gây sự hiểu lầm, phải có chủ ở đây thì mới bán được nha mọi người. Dạ Minh Nguyễn xin tạm khép lại cái video ở đây ạ. Thì hôm nay là ngày 30 Tết rồi, chỉ còn có vài tiếng nữa thì pháo hoa sẽ rợp trời, tất cả chúng ta trong cái không khí hân hoan đón chào năm mới 2023, năm Quý Mão. Minh Nguyễn thân chúc tất cả mọi người đón một cái Tết thật là ngập tràn niềm vui bên gia đình và người thân của mình, và năm mới thật là nhiều sức khỏe, vạn sự như ý, làm ăn phát tài phát lộc, an khang thịnh vượng. Dạ, mình xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo ạ.